Anh em giờ cũng vừa chạy xong nè, giao đìa rồi. Đìa là giờ giao rồi đó. Đây, trời mưa quá trời luôn. Giao đìa thì ngon lành nhưng mà nước mưa nó đọng lại hơi nhiều. Đây, anh em thu gom ống hết rồi nha. Quấn rồi, quấn vô cái quạt, quấn cái. Rồi. Đi ạ. Đó, về neo cả nhà, mang vô rồi dỡ cái neo lên nha. Lên chưa? Cái màu nha cả nhà, nên là mình mới dỡ được cái neo nha. Đó, thế thật không đó. Đó, chạy ngoài cồn thì nó hơi khó, hơi cực vậy đó, mới dời neo. Con neo lại nhẹ, nó xu nó ship lại. Người xuống nước ngon lạnh chết không vô. Xuống nước đi, đứng đây, chỗ này mình hơi hút chưa tới mà, cạn queo. Bên đây nè. Bỏ bỏ cái người dịch lên. Cạn không? Nha. Chưa đứng tới hả? Tới rồi. Chạy chạy chạy. Ủa mẹ kêu đè lại nó bảo nó bắt cái đít rồi mà buông xuống luôn. Đụng mà nó bám quéo một bên luôn rồi trời. Đó, nỉa một bên neo luôn đó. Gần vô đây, gần vô đây, gần vô lên trước được rồi hả anh em kia. Nó hít dữ rồi, nó ăn con lá.
cầm que vậy đó. Cái tay đó không ngờ. Cái này bám đất kinh thiệt. Để ra vậy nè. Thấy không ạ? Thấy cái mũi nha, vô vô bà. Thấy không mà. Đây cái nữa cả nhà, bên này cái nữa nha, hai cái. Đó. Tháo cái móc kìa Tâm. Lên nơi mặt phải không? Đất để nhìn cạn thấy sướng luôn. Tí nó cũng chỉ cái cột cái này nè, ve về chỗ nhỏ cái này lên. Lên chưa? Cực vất vả nè cả nhà, giờ nè vừa điếc nó hơi cực xíu, mà để mà cột hơi cực lắm. Cái neo nè, cái neo đây nè. Kêu quẩy tay đẩy xuồng ra ngoài này cho dễ đứng. Trời ơi cái chiếc xuồng kìa, coi 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 coi. Hai cái neo à,
neo nhỏ là dễ hơn. Neo nó bự lỏng cộng. Đó, neo nè, bự khí thế không? Neo này đã có chạy không? Nhấn xuống mới dính hả? Neo này ngon hơn rồi. Rồi, hành trình đã kết thúc một ao nha cả nhà.